Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục với bóng Thành Long anh em à. Thành Long đi với Lăng Kính đi. Lâu rồi quay trở lại với em Lăng Kính. Nó vẫn đang là hot ở thời điểm hiện tại, thì bữa nay sẽ đi Thành Long để đi còn Lăng Kính để full công hơn em à. Còn đi con Thành Long thì để là hỗ trợ ở đây gặp bạn full bộ chém anh em à. Ở đây cái đội hình full chém bên kia thì nó hên xui lắm anh em, 5 ăn 5 thua. Nếu mà chém vô hết bóng thì là thua anh em à. Còn nghe có vẻ là thua rồi đó. Cái bộ full chém này thì nói chung đi thì nhanh, chủ yếu là đó, giờ chém vô đây là thấy có vẻ là mình hẹo rồi đây nè. Cái bộ này thì đi gọi là 5 ăn 5 thua thôi. Ok, thôi quay cái trận khác ha. Trận đó thì hên xui may rủi lắm anh em. Cái bộ đó gọi là cái bộ đi nhanh đó. Anh em nào mà nhát đi cái bộ đấy cũng được, đi cho vui vậy. Nhưng mà gặp cái bộ đấy thì gặp mấy cái bộ tường hay là bộ Phượng Hoàng thì nghe cũng khó ăn lắm. Ok, mình sẽ qua một trận đấu khác ha. Đây, gần đây gặp bạn là đánh Bombay và Mê Hoặc, cũng là một cái đội hình để counter Lăng Kính đó. Cái con Mê Hoặc thì giờ nó ra để chủ yếu là để counter em Lăng Kính đó anh em à. Thì đi Bombay với lại Thiên Sứ nữa thì đi Bombay với Thiên Sứ thì nó bút thêm tốc đánh cho con Bombay thôi. Nhưng mà đi kiểu này thì nó cũng không xây được nhiều, cũng không lên được chấm cao anh em à. Đánh không có tăng trưởng thì về late game có vẻ là hụt chấm dữ lắm với cái đội hình này. Thì ở đây mình đánh Thành Long với Lăng Kính để cố gắng kiếm nhiều con Lăng Kính 7 chấm. Nhưng mà gặp cái bạn đánh Mê Hoặc thì nghe có vẻ nó hơi căng, tại vì lên chấm cao quá này không hóa giải được hiệu ứng thì phải thua anh em à. Để cân nhắc cái khúc này xem là nên đánh như thế nào thì nó hợp lý. Mấy con đầu dòng thì mình nghĩ là để chấm thấp thôi. Mấy cái con ở bên trong thì mình nghĩ là sẽ đẩy chấm cao cho nó dính Mê Hoặc thì mình còn phá được nha. Ok, thì ở đây cái em bóng Thành Long này thì nó hỗ trợ anh em đánh mấy cái đội hình full công nó rất là dễ, tại vì nó hỗ trợ lên chấm với lại biến đổi bóng ít khi bị kẹt bàn, trừ phi là lên con tăng trưởng 7 hoặc là sao, hoặc là đánh nhiều đội hình khác thì nó mới kẹt thôi. Chứ còn đánh về tăng sao chép tăng trưởng với lại Thành Long thì hầu như nó không có bị kẹt anh em à, nó là biến đổi bóng mà. Ok, thì ở đây bạn bên kia đang tích cực bút yêu tinh, nhưng mà nếu mà bút nhiều quá thì dễ bị họp PB lắm. Bên đây thì mình có cái con tăng sao, cho nên là nếu mà Lăng Kính mà giai đoạn đầu mà bị dính Mê Hoặc thì dùng tăng sao ép vẫn được nha, vẫn hóa giải được hiệu ứng. Nhưng mà về sau khi mà lên chấm cao đó thì nó hơi khó, chấm cao thì nó hơi khó đó nè. Tại vì lên chấm cao thì anh em không thể nào mà hóa giải được cái con Mê Hoặc đấy được. Cho nên là đánh gặp Mê Hoặc thì lưu ý là mấy con ở đầu dòng mình, mấy con vùng biên á, vùng ven thì để chấm thấp thôi anh em. Đây, ở đây mình lên con Lăng Kính 7 chấm nè, do có nhiều con tăng sao lớn quá thì mình sẽ ưu tiên lên những cái con chấm cao này ở bên trong nha. Nếu mà các bạn để bên ngoài dính Mê Hoặc là coi như là xác định luôn á. Bên kia thì với cái lượng bom bay như thế này thì mình nghĩ là nó hơi thọc BB. Cần lên BB trước, sau đó rồi tha hồ mà bút Mê Hoặc. Ở đây mình lên được hai con Lăng Kính 7 chấm là khá là trâu anh em à. Nó ở xa cho nên là cũng đỡ. Ok, thì quay trở lại trận đấu thì bạn bên kia đã ăn được hai con Mê Hoặc, thấy không? Các bạn thấy không? Có hai con Lăng Kích 7 chấm bị dính Mê Hoặc nhưng mà nó nằm ở bên trong đó. Với lại một con nằm ở biên nhưng mà nó nằm xa cho nên là nó không bị ăn hiệu ứng.
chỉ có những cái con lăng kính mà nó bắn trực tiếp vào con quái thì nó mới bút máu nha, còn những cái con mà lăng kính ở bên trong nó hút đam á, nó bị mê hoặc thì nó không có bị ảnh hưởng, khi mà những cái con lăng kính ở ngoài nó hút đam, những cái con ở bên trong thì nó cũng không bị ảnh hưởng anh em. Đó là cái lợi thế. Còn trong hợp tác thì nó sẽ cái con mê hoặc này nó sẽ bắn ra trái tim màu vàng để tăng tốc đánh trong một khoảng thời gian nhất định cho bên đội bạn. Nhưng mà đợt trước mình có thử đi một bạn cầm nhầm mê hoặc vào trong chế độ hợp tác thì mình thấy như vậy, nó trái tim nó không còn là trái tim màu hồng nữa mà là trái tim màu vàng đó anh em. Mà thì anh em nào có thắc mắc thì mình giải đáp luôn khúc đây ha. Ok, ở đây thì mình nghĩ là tới cái giai đoạn này thì phải giữ những cái con tăng sao đồng chấm với cái con lăng kính nha, để khi mà nó bị dính mê hoặc đó là mình phải đắp vô liền. Ví dụ như mình có cái con lăng kính hai ở cửa nè thì mình phải giữ con tăng sao hai anh em, mà giữ tăng sao hai đó. Bây giờ phải đắp tăng sao vô nè, khúc này là con ở cửa nó đang bị dính nè, khúc này bắt đầu bắn liên tục nó hơi cóng tay nè anh em, thì phải xử lý khúc này cũng phải hên xui xử lý sao nhanh nhanh xíu, hóa giải mấy con mê hoặc ra, mấy con mà lăng kính bị dính mê hoặc ra thì ok đó. Cũng khúc đấy cũng hơi căng đấy nha, tí nữa thì hẹo đấy, nếu mà mê hoặc thì nó phải hên xui, bên kia thì có vẻ như thọt bb cho nên là không được bút được nhiều. Mình nghĩ là đánh đánh mê hoặc thì không nên ham bút từ đầu, các bạn để một lúc nếu mà đủ đam á thì xây tích tích bb đã, xong rồi dự trữ khoảng 3 đến 4 cặp mê hoặc, thì tới cái khúc mà tầm rau 4 boss cũng bút cũng ok đó, lúc mà tinh anh xanh nó ra đó thì anh em canh khúc đó anh em bút là cũng cũng có khả năng ngon nha. Chủ yếu là bút hên xui thôi, nếu mà bút được vào mấy con đường biên thì là hên, còn bút toàn vô trong thì xui nha. Mê hoặc thì cũng tính chất hên xui thôi anh em. Thì pha hồi nãy cũng rất là hên, hồi nãy rất là hên vì bạn bên kia bút nhưng mà mình vẫn vẫn hóa giải được, do mình vẫn giữ được chấm thấp. Chứ nếu mà mình đánh không có, tại vì đợt này anh em đánh khống chế dư nhiều quá cho nên là đánh cái con thần long đi với lăng kính này nó cũng hơi khó, nhưng mà nó giúp mình lên được cái con lăng kính chấm cao đó thì nó bút khá là mạnh, đam to phết đó anh em. Ở đây có được hai con lăng kính 7 chấm làm kỳ nó rất là ngọt nha. Bạn bên kia thì mình nghĩ là mua một lúc nữa là sẽ hết PP đó, thọt dữ lắm. Bạn bên kia thấy có vẻ đuối đuối anh em, mà bông bay có vẻ to đó, bông bay này mình nghĩ chắc tầm bông bay 9 độ lên, bông bay 9 quá. Khúc này thì có vẻ hơi đuối đam nhưng mà chưa thua được, khúc này chưa thua được. Ghép nhiều quá thì có khả năng hết PP đó. Ở bên đây thì mình vẫn sốc con boss thôi, bên kia thì chắc là bị hóa đá rồi. Bom bay này chưa to lắm anh em, mà bom bay này chắc bom bay 9 thôi, cảm giác nó không có được mạnh. Boss tiếp theo là con boss ninja, thì cái đội hình lăng kính như thế này thì phải tầm đến tận boss 7, boss 8. Đây đây lăng kính level 7 nha thì nó mới có dấu hiệu đuối đam. Còn còn ở cái giai đoạn đầu này thì nó rất là trâu, nếu mà không bị biến đổi, không bị mấy con vu sư hoặc là mê hoặc nó ăn vô thì vẫn rất là trâu. Hoặc là các bạn đánh yêu tinh, đánh yêu tinh cũng được, đánh yêu tinh nó cấm sát thương bạo kích thì cái con lăng kính này nó cũng đuối rất là nhanh, nhưng mà nó hơi lâu, anh em phải trâu cơ, phải trâu phải giữ được về late game thì lúc đấy bút yêu tinh vô thì nó mới gọi là cấm sát thương bạo kích, thì nó mới thấy là lăng kính nó đuối. Nhưng mà để nhanh thì đánh mê hoặc hoặc là đánh vu sư thì mình thấy cũng rất là ok. Ở đây nếu mà bạn ấy chơi vu sư thì cũng rất là khó chịu nha, tại vì mình đội hình mình chỉ có con gây đam chính là cái con lăng kính này thôi, đánh full công mà, giống đợt trước mình đánh càn khôn vậy đó, thì đây mình đánh chuyên về lăng kính không. Đợt trước thì gặp bạn kém cho nên là không lên được chấm cao, đợt này gặp cái bạn mê hoặc thì cũng cũng sợ lên chấm cao. Ở đầu dòng mình chỉ dám giữ những cái con lăng kính gọi là 3 4 chấm thôi để cho nó dễ hóa giải. Ở đây bạn kia có khả năng đi vô anh em, à tí nữa thì hẹo.
Không biết có qua được con ninja này không đây. Ok, nếu các bạn coi tới đây thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bạn này vẫn chưa hy sinh. Mình nghĩ chắc cái round tới đây thì bạn này sẽ đi luôn, tại vì hết PP rồi. Đang thu xếp để lên một số cái đội hình theo yêu cầu của anh em. Hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video clip tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì ở đây đó, bị ăn con lăng kính đầu dòng nó ăn vô nè, mình phá luôn. Phải phá luôn anh em mà, chứ không con lăng kính nó bơm máu dữ lắm. Mình phá đi rồi mình để lại con một chấm thôi, tại vì mình có hai con 7 chấm ở bên trong, nó bơm đam đó, cho nên là không sợ lắm anh em mà. Chỉ sợ nó ăn mê hoặc thôi, cho nên là đánh tùy gặp đội hình để mình có cái cách chơi nó hợp lý nha. Ở đây thì bạn đó có khả năng đi ở cái giai đoạn này rồi, tại vì mình thấy là hết PP rồi anh em mà. Chắc là khả năng sắp ngã ngũ thôi. Khúc này chắc đi luôn quá. Ồ, con anh tên anh xanh nó chạy sát nút mà chưa chết anh em mà. Vẫn còn chạy cối. Nhưng mà khúc này còn có một con bom bay thì làm sao mà chơi được đây. Này là cái tác hại của việc bút quá nhiều anh em, không giữ PP nè, bút nhiều quá. Khúc này thì hết PP rồi, còn có một con bom bay khả năng thua cao. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn các video clip tiếp theo. Bye bye.